Xin mời chị Huyền Trang. Vâng, xin chào tất cả các anh chị em có mặt ở trên Zoom ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Trần Thị Huyền Trang, tôi đến từ thị trường Điện Biên. Và hôm nay tôi rất là vinh dự khi mà được chia sẻ về cái cảm nhận của mình khi mà sử dụng sản phẩm. Thì đầu tiên tôi là người làm ở trong ngành y, cho nên là khi mà được giới thiệu với mọi người về được mọi người giới thiệu với tôi về Siri á, thì rồi là về thực phẩm chức năng, thì tôi nghĩ rằng là mình là ngành y thì chỉ có thuốc tây mới có thể chữa được bệnh cho mình thôi, còn ngoài bác sĩ ra, ngoài những viên thuốc tây ra thì không ai có thể chữa bệnh được cho mình. Tôi nghĩ rằng là cái thực phẩm chức năng ấy thì nó là một cái thứ mà vô thưởng vô phạt, uống cũng được không uống cũng được. Đấy là do cái sự hiểu không biết, không hiểu cái không hiểu của mình, và mang cái tôi của mình ra để phán đoán tất cả mọi thứ. Và khi mà tôi được người hướng dẫn của tôi giới thiệu cho tôi cái sản phẩm á, thì tôi có nói là tôi không có bị bệnh gì hết. Tôi rất là khỏe mạnh, mặc dù là nhìn mình lúc đó thì thứ nhất là da xanh yếu. Cái thứ hai đó là tôi đang phải uống cái thuốc để điều chỉnh cái nhịp tim của tôi. Và tôi còn có cả bệnh dạ dày, mỗi lần đau dạ dày thì nó rất là kinh khủng luôn. Rồi là cái xoang và cái hệ xương khớp của mình sau khi mà sinh hai bé xong, thì tức là trong cơ thể mình có rất là nhiều vấn đề. Thế nhưng mà khi mà được chia sẻ về sức khỏe thì tôi lại rất là khẳng định tự tin là mình không có bị bệnh gì hết. Và đến khi mà cái nhịp tim của tôi nó bị loạn nhịp lên, thì tôi được người hướng dẫn của tôi đưa cho 4 cái viên Formula 4. Thì chị có bảo là tôi uống 4 cái viên này vào đi, rồi lúc đó hãng đi về, bởi vì lúc đó tôi không ở nhà và cũng không mang theo cái thuốc kim mà mình uống. Thế và khi mà tôi uống 4 cái viên Formula vào, sau khoảng tầm 15 đến 20 phút thôi, thì bắt đầu tôi thấy người tôi thay đổi rất là nhiều, tức là về cái nhịp tim của tôi nó trở về bình thường, và tôi không còn có cảm giác mệt và khó thở nữa. Thì bắt đầu lúc đó tôi mới giật mình, tôi bảo là tại sao thực phẩm chức năng mà nó lại có thể giúp cho mình được, nó còn nhanh hơn cả thuốc tim mà tôi đang uống, mà đặc biệt là cái thuốc tim mà tôi đang uống ấy, thì nó lại còn làm cho tôi hay bị tụt huyết áp cơ. Có nghĩa là nếu như nó điều chỉnh được cho tôi về nhịp tim bình thường thì cái cơ thể của tôi nó rất là mệt. Và khi mà sử dụng cái viên Formula 4 đó vào thì không những mình được điều chỉnh nhịp tim mà cái nhịp tim của mình nó trở về bình thường, mà mình lại còn có cảm giác người nó tỉnh táo hơn. Và tôi bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu và tôi sử dụng cho mình chương trình xương khớp. Thì thay vì cái sử dụng chương trình thay vì là mình chỉ sử dụng chỉ được chữa được một thứ thôi, thì cái cơ thể của tôi nó được bổ sung rất là nhiều những cái vitamin và khoáng chất từ cái sản phẩm của Siri. Và cái dạ dày của tôi hết đau từ lúc nào tôi cũng không để ý. Còn cái xương khớp thì mình đã cảm nhận rất rõ, sau 3 ngày thì mình đau tăng lên rất là nhiều, nhưng mà sau đến 1 tuần thì là mình đã hết đau hoàn toàn, mình đã khỏi đau hoàn toàn và mình rất là khỏe. Và đặc biệt là cái thuốc tim của tôi thì tôi đã không phải uống liên tục nữa, mà tôi cách ngày tôi uống một lần hoặc là 2 ngày tôi uống một lần, và dần dần tôi đã bỏ được cái thuốc tim mà tôi tưởng rằng là tôi sẽ phải đi theo nó suốt cả đời. Đó là những cái cảm nhận và chia sẻ về cái sản phẩm mà tôi Siri mà tôi đã uống, mà thực sự là đấy mới chỉ là một cái chương trình xương khớp thôi, nó đã mang lại cho tôi rất là nhiều những cái kết quả rất là tuyệt vời ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ.